Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dinoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng quý vị và các bạn không bị dai cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Velociraptor, cái tên nghe thôi đã khiến các fan khủng long như các bạn và tôi thấy phấn khích. Tất cả chúng ta có lẽ đã quá quen với chi khủng long này, chí ít là kể từ khi nó xuất hiện trên màn bạc trong bộ phim điện ảnh Jurassic Park huyền thoại vào năm 1993. Quá đỗi xuất sắc, quá đỗi ấn tượng. Tuy nhiên, có lẽ không nhiều người biết rằng vào ngày này cách đây 100 năm trước, tức ngày 7 tháng 11 năm 1924, cái tên Velociraptor lần đầu tiên được công bố với cộng đồng khoa học cũng như thế giới, cùng với hai cái tên khác là Oviraptor và Sauronitoides. Trong vòng một thế kỷ vừa qua thì điều gì đã xảy ra với Velociraptor? Về yếu tố nào đã khiến cái tên này trở nên nổi tiếng như ngày nay? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nha! Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Không biết có bạn nào giống Dinoman không, nhưng trong suốt một thời gian dài thì Dinoman đã tin rằng Velociraptor là một loài khủng long sống ở Bắc Mỹ ngày nay, đơn giản là vì nó được chiếu trên một bộ phim rất nổi tiếng của Mỹ. Tại sao người Mỹ lại phải làm phim về khủng long của nước khác cơ chứ? Họ đâu có thiếu khủng long. Dinoman đã nghĩ như vậy cho đến khi khám phá ra sự thật rằng Velociraptor thực chất là một chi khủng long được tìm thấy tại Mông Cổ. Tuy nhiên, người Mỹ cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong khám phá này. Quay trở lại đất nước của thành cát Tư Hãn 100 năm trước và gặp lại nhà thám hiểm Roy Chapman Andrews. Chúng ta biết rằng ông đã cùng các cộng sự tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ của mình tiến hành khảo sát một vùng đất rộng lớn tại đất nước Mông Cổ để tìm kiếm bằng chứng về nguồn gốc của con người cũng như sự sống cổ đại. Và vào ngày 11 tháng 8 năm 1923, một thành viên của đoàn thám hiểm tên là Peter Kyson đã tìm thấy một hộp sọ bị đeo phẳng nhưng tương đối hoàn chỉnh cùng với một móng vuốt có thể là của một loài khủng long hoàn toàn mới. Những mẫu vật này được chuyển về Mỹ để chủ tịch của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ, cũng là nhà cổ sinh vật học lẫy lừng Henry Fairfield Osborne trực tiếp nghiên cứu và mô tả. Và sau đó một năm, ông đã chính thức công nhận đây là một loài khủng long hoàn toàn mới mà khoa học chưa biết đến, đồng thời đặt cho nó cái tên Velociraptor mongoliensis. Cái tên Velociraptor bắt nguồn từ hai từ Latin là Velox và Raptor. Khi ghép lại, Velociraptor có nghĩa đen là kẻ trộm tốc độ, bởi Osborne cho rằng đây là một chi khủng long săn mồi nhanh nhẹn. Tên loài Mongoliensis dùng để vinh danh nơi đã tìm thấy hóa thạch của con khủng long là đất nước Mông Cổ. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, do sự khác biệt về ý thức hệ khi Mông Cổ trở thành một nước theo chủ nghĩa cộng sản, người Mỹ không còn được tiếp cận với nguồn hóa thạch dồi dào của quốc gia này, thì đến lượt các nhà cổ sinh vật học Liên Xô và Ba Lan kế thừa công việc của các đồng nghiệp Mỹ. Họ tiếp tục phát hiện thêm nhiều mẫu vật Velociraptor nữa, trong đó nổi tiếng nhất là hóa thạch kép khủng long chiến đấu, The Fighting Dinosaurs. Trong đó một con Velociraptor dường như đã hóa thạch cùng một con Protoceratops trong lúc cả hai đang va nhau đến sống còn. Hóa thạch này được coi trọng đến nỗi chính phủ Mông Cổ xếp nó vào hàng bảo vật quốc gia, và phải đến tận năm 2000 thì người Mỹ mới mượn được nó để trưng bày trong một thời gian ngắn. Không chỉ có tại Mông Cổ, hóa thạch của Velociraptor cũng được báo cáo tìm thấy ở miền Bắc Trung Quốc vào cuối thập niên 1980 và thập niên 1990, cho thấy phạm vi phân bố tương đối rộng của chi khủng long này. Hơn nữa, các hóa thạch từ Trung Quốc cho thấy chúng có thể thuộc về một loài khác so với các mẫu vật ở Mông Cổ, và vào năm 2008, các nhà nghiên cứu quốc tế đã thành lập một loài mới trong chi Velociraptor, lấy tên là Velociraptor osmuncae, dựa theo tên của nhà cổ sinh vật học người Ba Lan Hanska Osmuncae. Tuy nhiên, những tranh luận về tính hợp lệ của loài Velociraptor thứ hai này vẫn đang tiếp tục cho đến tận ngày nay, bởi có một luồng ý kiến cho rằng Velociraptor osmuncae có quan hệ gần hơn với một chi khủng long khác ở Trung Quốc là Linheraptor. Thế nên chính thức mà nói thì Velociraptor mongoliensis vẫn là loài hợp lệ duy nhất hiện nay của chi Velociraptor. Về mặt phân loại thì Velociraptor ban đầu được xem là một loài trong họ Megalosauridae, một trường hợp xảy ra với hầu hết các loài khủng long ăn thịt vào thời điểm đầu thế kỷ 20. Nhưng trước đó thì vào năm 1922, các nhà cổ sinh vật học Mỹ gồm William Dewler Matthew và Barnum Brown đã phát hiện ra một chi khủng long cỡ nhỏ khác cũng có khả năng chạy nhanh, và họ đặt tên cho nó là Dromaeosaurus, có nghĩa là thằn lằn chạy. Họ tiếp tục thành lập phân họ Dromaeosaurinae cho Dromaeosaurus, đặt nó trong một họ khi đó gọi là Deinodontidae cùng với T-Rex, dựa trên một số nét tương đồng về hộp sọ giữa cả hai. Lúc này gần như không có mối liên hệ nào giữa Velociraptor và Dromaeosaurus. Đến năm 1969, bức tranh đã thay đổi khi nhà cổ sinh vật học tài ba John Ostrom khám phá ra Deinonychus với những mẫu vật có độ hoàn chỉnh rất cao, bao gồm cả phần xương thân, cho phép ông nghiên cứu kỹ lưỡng và mô tả tương đối chính xác giải phẫu học của Deinonychus và các chi khủng long tương tự nó.
Ông nhận thấy giữa Dromaeosaurus, Velociraptor và Deinonychus có nhiều nét tương đồng về cơ thể, và do đó ông quyết định tách phân họ Dromaeosaurini ra khỏi họ Deinodontidae, thành lập một họ mới là Dromaeosauridae. Velociraptor cũng trở thành một thành viên của họ này. Cùng với quá trình chứng minh rằng chim hiện đại tiến hóa từ khủng long cổ đại, về sau Velociraptor cùng với họ Dromaeosauridae được xem là những thành viên của một nhánh, thành lập vào năm 1997 gọi là Parevis, tạm dịch là cận điểu, bao gồm những loài khủng long phi điểu rất giống chim và cả chim nữa. Bản thân Velociraptor lại được nhà cổ sinh học người Mông Cổ Rinchen Basbow chọn làm đại diện cho một phân họ mới, nằm trong họ Dromaeosauridae, đó là phân họ Velociraptorinae. Phân họ còn lại vẫn lấy theo tên của Dromaeosaurus, đó là Dromaeosaurinae. Điểm khác nhau lớn nhất giữa hai phân họ là thiết kế cơ thể, đặc biệt là ở hộp sọ. Trong khi Dromaeosaurinae có hộp sọ ngắn và to hơn, thì Velociraptorinae có hộp sọ dài và hẹp hơn. Răng của Dromaeosaurinae có răng cưa đều ở cạnh trước lẫn cạnh sau, trong khi răng của Velociraptorinae có răng cưa không đều, cạnh sau có nhiều răng cưa nhưng cạnh trước lại có ít hoặc không có răng cưa. Chân sau của Dromaeosaurinae nghiêng về sức mạnh hơn là tốc độ, còn Velociraptorinae thì ngược lại. Cũng như các thành viên khác của họ Dromaeosauridae, Velociraptor được cho là có những đặc điểm rất giống chim ngày nay. Thứ nhất, đó là lông vũ. Dù không trực tiếp tìm được bằng chứng về lông vũ trên hóa thạch của Velociraptor, nhưng các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện mẫu vật xương trụ có 6 mẫu lông vũ, tiếng Anh gọi là pycnope. Ở các loài chim và gia cầm hiện đại, đây là nơi để lông vũ gắn vào trên xương và sự hiện diện của nó cho thấy Velociraptor có lông vũ. Lông vũ trên cơ thể của Velociraptor và các họ hàng của nó có thể đã được sử dụng để giữ ấm, để khoe mẽ, để bảo vệ tổ khi ấp trứng, hoặc có thể góp phần gia tăng tốc độ và lực đẩy khi chạy trên các bề mặt nghiêng. Thậm chí có giả thuyết cho rằng, tổ tiên của Velociraptor đã biết bay, bởi mẫu lông vũ ngày nay không hiện diện ở các loài chim lớn không bay như đà điểu, và việc Velociraptor không biết bay dựa trên kích thước cũng như chiều dài chi trước khá ngắn của nó là một đặc điểm tiến hóa thứ cấp. Giả thuyết này hiện vẫn đang được xem xét. Thứ hai, đó là chế độ trao đổi chất. Các nhà khoa học cho rằng Velociraptor là động vật máu nóng ở mức độ nào đó, vì nó cần một lượng năng lượng đáng kể để săn mồi. Các loài động vật hiện đại có lông mao hoặc lông vũ bao phủ cơ thể giống như Velociraptor thường là loài máu nóng vì lớp lông có vai trò như một lớp cách nhiệt. Tuy nhiên, tốc độ phát triển xương ở Velociraptor nói riêng, ở Dromaeosauridae nói chung và một số loài chim cổ cho thấy chúng có tốc độ trao đổi chất chậm hơn một chút so với hầu hết các loài động vật có máu nóng hiện đại. Thứ ba, đó là cấu trúc xương, đặc biệt là xương chi trước và xương chân. Chi trước của Velociraptor được hình thành bởi xương cánh tay, xương quay và xương trụ. Velociraptor có một bàn tay lớn với 3 ngón tay dài, kết thúc bằng móng vuốt cong. Ngón tay thứ hai là ngón dài nhất trong 3 ngón tay, trong khi ngón thứ nhất là ngón ngắn nhất. Chi trước của chim cũng gần giống như vậy, nhưng một số xương đã tiêu giảm và một số lại hợp nhất với nhau. Chẳng hạn như 3 xương bàn tay cùng một số xương cổ tay đã hợp nhất với nhau tạo thành khối là carpo metacarpus. 3 xương ngón tay sẽ gắn với khối này. Chân của Velociraptor bao gồm xương bàn chân, một phần lớn được tạo thành từ 3 xương bàn chân, trong đó xương thứ nhất rất nhỏ và 4 ngón chân có móng vuốt lớn. Ngón chân thứ hai mang một móng vuốt rất to hình lưỡi liềm, được giữ nâng lên khỏi mặt đất, một điểm đặc trưng của các chi trong họ Dromaeosauridae. Móng vuốt này có thể dài hơn 6,5cm và được sử dụng để bắt và giữ con mồi. Đặc điểm này ngày nay vẫn còn thấy ở một loài chim duy nhất, đó là chim mèo bắt rắn chân đỏ. Chạy nhanh, ăn thịt và máu nóng. Velociraptor được cho là một loài săn mồi chủ động để có thể đảm bảo dinh dưỡng, nuôi sống cơ thể linh hoạt và nhanh nhẹn của nó. Chúng có thể có thính giác rất nhạy, với khả năng nghe được dải tần số âm thanh rất rộng, để chúng có thể theo dấu con mồi từ khá xa. Những bằng chứng hóa thạch như khủng long chiến đấu cho thấy, Velociraptor thậm chí có thể tấn công cả những con khủng long có kích thước ngang bằng, dù sự chống trả quyết liệt của con mồi có thể khiến cả hai cùng hẹo với nhau. Chúng có thể dùng móng vuốt sát thủ để tấn công, gây sát thương, nghiền giữ con mồi trong lúc săn. Đôi cánh cũng có thể giữ vai trò nhất định trong việc giữ thăng bằng trong lúc chấn áp con mồi. Tuy nhiên, Velociraptor cũng có thể là một kẻ cơ hội và sẵn sàng ăn xác thối nếu có sẵn. Các nhà khoa học từng tìm thấy xương của một con rực long có kích thước lớn hơn Velociraptor trong vùng ruột của nó. Một con rực long biết bay và lớn hơn gần như là đối thủ không thể hạ gục với Velociraptor, và do đó hóa thạch này chỉ ra rằng đây là kết quả của hành vi ăn xác thối. Dù thế nào đi nữa thì những gì chúng ta biết về Velociraptor cho đến nay đều chỉ ra rằng chúng là một chi khủng long rất thành công trong thời đại của mình, cách đây khoảng 75 cho đến 71 triệu năm trước. Môi trường sống của Velociraptor được cho là một vùng đất bán khô hạn với rất ít sông ngòi, với các đụn cát trải dài đòi hỏi các động vật sống trong đó phải có sự thích nghi đặc biệt. Chúng sống cùng Velociraptor dựa trên các hóa thạch được tìm thấy, có những loài khủng long rất đa dạng, chẳng hạn như dép long Pinacosaurus, khủng long tiền sừng Protoceratops, anh Limoviraptor hay chi điểu long răng khía Sauronitoides.
Trong phim tài liệu Prehistoric Planet thì chúng ta cũng thấy Velociraptor xuất hiện bên cạnh Tarbosaurus. Tuy nhiên, bằng chứng cổ sinh hiện nay cho biết Tarbosaurus sống sau Velociraptor khoảng 1 cho đến vài triệu năm, nên sự hiện diện chung của chúng có thể không chính xác. Và mặc dù được biết đến từ 100 năm trước, nhưng cho đến đầu thập niên 1990 thì Velociraptor vẫn khá vô danh. Nhưng chính một quyết định của Michael Crichton, cha đẻ của tiểu thuyết Jurassic Park, đã thay đổi tất cả. Ông đã quyết định đặt tên cho những con khủng long phản diện chính trong tiểu thuyết là Velociraptor. Dù trong toàn bộ quá trình lên ý tưởng và viết bản thảo trước đó, ông đều xây dựng chúng dựa trên một chi Dromaeosauridae khác của Mỹ là Deinonychus. Nơi làm việc của các nhà cổ sinh vật học trong phim cũng là nơi phát hiện ra Deinonychus và Montana. Crichton cũng trao đổi rất nhiều với người đã mô tả và định danh Deinonychus là John Ostrom. Nhưng cuối cùng thì ông lại chọn Velociraptor bởi vì nó nghe hay hơn Deinonychus, chủ yếu là về mặt cảm nhận cá nhân của tác giả. Một may mắn nữa của Velociraptor là phim Jurassic Park năm 1993 đã được chuyển thể sản xuất ngay trước khi các nhà cổ sinh vật học phát hiện ra một loài Dromaeosauridae mới ở bang Utah, và về sau họ đặt tên là Utahraptor. Utahraptor có kích thước thuộc hàng lớn nhất trong họ, dài đến 6,1 mét. Nếu như Crichton và đội ngũ làm phim Jurassic Park biết đến Utahraptor, hoặc Utahraptor được phát hiện sớm hơn, thì nhiều khả năng họ sẽ không chọn Velociraptor đâu. Vậy là từ một loài khủng long nhỏ bé của châu Á, cái tên Velociraptor đã hiên ngang xuất hiện trên một tác phẩm điện ảnh bom tấn, làm thay đổi thế giới điện ảnh của Mỹ với tư cách là một kẻ săn mồi xảo quyệt, gieo rắc vô vàn nỗi sợ hãi cho các thế hệ khán giả yêu thích khủng long. Velociraptor xuất hiện trong cả 6 phần phim điện ảnh của thương hiệu Jurassic Park và Jurassic World sau này, chưa kể các spin-off như loạt phim hoạt hình Jurassic World Camp Cretaceous. Chúng nổi tiếng đến nỗi thay vì gọi là họ khủng long Dromaeosauridae, người ta gọi luôn chúng là Raptor cho gọn. Năm 2022, hóa thạch của một con khủng long Deinonychus có biệt danh là Hector đã được bán đấu giá với giá 12,4 triệu đô la, trở thành một trong những bộ xương khủng long đắt giá nhất lịch sử. Nhưng trong suốt quá trình truyền thông, các bài báo đều nhắc đến bộ xương như khủng long Raptor đến từ Jurassic Park. Rõ ràng là số phận đã chọn Velociraptor, và ngày nay, chúng là một trong những chi khủng long nổi tiếng nhất thế giới, sánh ngang cùng những T-Rex hay Spinosaurus. Bạn có thể không biết đến Dromaeosaurus, Deinonychus hay Utahraptor, nhưng chắc chắn bạn sẽ biết đến Velociraptor. Quả là đỉnh mạnh đúng không nào? Dù sao thì cũng xin chúc mừng kỷ niệm 100 năm ra đời của những cái tên Velociraptor, Oviraptor và Sauronitoides. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi để cập nhật các video mới trong tương lai nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.